Chào các bạn, đây là một cặp đèn mình về mua về để sử dụng trên bàn thờ thay cho đèn dầu. Và trong clip này mình sẽ hướng dẫn sử dụng các bạn. Ở đây là mình có cái dây sạc kèm theo đèn, thì cái mà sử dụng sạc thì rất khá đơn giản. Các bạn thấy là cổng USB, thì bạn có thể sử dụng sạc bằng máy tính hoặc là mình có thể là dùng các củ sạc của điện thoại để sạc bạn. Mình chỉ đơn giản. Mình cắm vào đây ạ. Khi sạc thì bạn lưu ý là bạn phải nhấn công tắc là nút ở chế độ on, đèn màu đỏ sáng á. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn sử dụng các bạn là chế độ là điều khiển đèn này, đèn này. Đèn này thì có chức năng điều khiển rất là đơn giản thôi. Đây là có một công tắc on off ở đây. Khi mình bật nút sang gạt nút on này. Nào. Đây đây này, được rồi, mà máy ảnh là lấy nét được rồi. Ở đây các bạn thấy là con nút on off ạ. Khi mình gạt nút sang off ạ thì đèn nó tắt thôi. Đấy, nó là on off. Ở đây là cổng sạc ạ. Đây là cổng sạc ạ. Đây là nước cái nút điều chỉnh. Nút điều chỉnh độ sáng, và các bạn có thể mở đèn bằng, đầu tiên là bằng nút bằng mình chuyển sang on này. Sau đó mình dùng tay mình đập vào này. À, đèn sáng ạ. Và các bạn có thể dùng cái nút này điều chỉnh độ sáng trong tối ấy. Ở đây mình để chế độ là thấp nhất ạ. Và chiếc pin của này là có dung lượng là 600 mAh, thì khi mà để chế độ sáng nhất thì mình test thử thì có thể được sáng khoảng được tầm từ 15 đến 25 15 đến 20 ngày liên tục. Đây mình sáng vận chế độ to hơn ạ. Các bạn thấy không? Sáng hơn ạ. Quá sáng. Để mình so sánh với một chiếc đèn này. Đây, đây đang là chế độ tối nhất. Và bây giờ thì mình thử tắt điện. Thì các bạn thấy độ sáng của đèn này. Đây là hai độ sáng. Cái Mình điều chỉnh đèn. nó bị vậy cái nó bị rất Mình điều chỉnh độ sáng lên ạ. bị tưởng mất đèn của con. Đây, mình điều chỉnh hai đèn sáng luôn. À, như các bạn thấy. Vào đi. Ok. À, tương tự như thế thì mình bây giờ muốn tắt đèn ạ. Đập mạnh vào thôi ạ. Rất là đơn giản ạ. À, con thử đập mà đèn sạc, bật đèn đấy con. Đây, đấy. Đơn giản thì dùng sức trẻ con đó, thì bạn thể đập được mở được chiếc đèn ạ. Rồi, sáng rồi. Tắt đèn rồi. Tắt đèn. Rồi. Rồi, xong. Ngoài ra thì có một cách rất là hay ấy. Các bạn có thể không dùng đập mà bạn dùng thổi ấy. Đấy, bạn thổi. Giống như đèn thật luôn ạ. Thổi lên nó sáng này. Thổi thì nó tắt ạ. Khá đơn giản. À, các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì mình cứ comment ở dưới đó, thì mình sẽ trả lời các bạn. Tôi